Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 7. Hỡi con, hãy giữ các lời ta và giấu nơi lòng các mạng lệnh ta. Khá tuân thủ các mạng lệnh ta thì con sẽ được sống và gìn giữ lời khuyên dạy ta như ngươi của mắt con. Hãy cột nó nơi ngón tay con, ghi nó trên bia lòng con. Hãy nói với sự khôn ngoan rằng ngươi là chị em ta và xưng sự thông sáng là bằng hữu con, để nó gìn giữ con khỏi dâm phụ, khỏi đàn bà ngoại hay nói lời vua nịnh. Vì tại cửa sổ nhà ta, ta nhìn qua sông mặt võng ta, bèn thấy trong bọn kẻ ngu dốt, giữa vòng người thiếu niên, có một gã trai trẻ không trí hiểu. Đi qua ngoài đường gần góc nhà đàn bà ấy, người bắt đi đường dẫn đến nhà nàng. Hoặc trong lúc chạng vạng khi rốt ngày, hoặc giữa ban đêm khi tối tăm mù mịt, kìa, người đàn bà ấy đi ra rước hắn, trang điểm như con bượm, lòng đầy mưu kế. Nàng vốn nói om sòm, không thìn nết, hai chân nàng chẳng ở trong nhà. Khi ở ngoài đường, lúc nơi phố chợ, rình rập tại các hẻm góc, nàng nắm ôm hôn kẻ trai trẻ ấy, mặt chai mày đá nói cùng chàng rằng: tôi có của lễ thù ân tại nhà tôi, ngày nay tôi đã trả xong các lời khấn nguyện tôi. Bởi cớ đó tôi ra đón anh, đặng tìm thấy mặt anh, và tôi đã tìm được. Tôi có trải trên giường tôi những mền bằng chỉ Egypto đủ sắc, lấy một dược lư hội và quế bì mà xông thơm chỗ nằm tôi. Hãy đến, chúng ta sẽ thân ái mê mệt cho đến sáng, vui sướng nhau về sự luyến ái. Vì chồng tôi không có ở nhà, người chạy đi xa xôi lắm, đem túi bạc theo tay người, đến rằm mới trở về nhà. Nàng dùng lắm lời êm dịu quyến dụ hắn, làm hắn sa ngã vì lời vua nịnh của môi miệng mình. Hắn liền đi theo nàng như một con bò đến lò cạo, như kẻ ngu dại bị cùm dẫn đi chịu hình phạt, cho đến khi mũi tên xoay ngang qua gan nó như con chim bay a vào lưới, mà không biết rằng nó rập sự sống mình. Vậy bây giờ hỡi con, hãy nghe ta, khá chăm chỉ về các lời của miệng ta. Lòng con, chớ xây vào con đường đàn bà ấy, chớ đi lạc trong các lối nàng. Vì nàng làm nhiều người bị thương tích sa ngã, và kẻ bị nàng giết thật rất nhiều thay. Nhà nàng là con đường của âm phủ, dẫn xuống các phòng của sự chết. Chương 2. Hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Ê-phê-sô rằng: này là lời phán của đấng cầm bảy ngôi sao trong tay hữu và đi chính giữa bảy chân đèn bàn. Ta biết công việc ngươi, sự khó nhọc ngươi, sự nhịn nhục ngươi. Ta biết ngươi không thể dung được những kẻ ác, lại biết ngươi đã thử những kẻ tự xưng là sứ đồ mà không phải là sứ đồ. Ngươi đã tỏ rằng chúng nó giả dối. Ngươi hay nhịn nhục và chịu khó vì danh ta, không mệt nhọc chút nào. Nhưng điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình. Bằng chẳng vậy, ta sẽ đến cùng ngươi. Nếu ngươi không ăn năn thì ta sẽ cất chân đèn của ngươi khỏi chỗ nó. Song ngươi có điều này khá là ngươi ghét những việc làm của đảng Nicola, mà ta cũng ghét nữa. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh rằng: kẻ nào thắng, ta sẽ cho ăn trái cây sự sống ở trong paradis của Đức Chúa Trời. Hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Si-miệt-nơ rằng: này là lời phán của đấng trước hết và đấng sau cùng, đấng chết rồi mà đã sống lại. Ta biết sự khốn khó nghèo khổ của ngươi, dầu ngươi giàu có mặt lòng, và những lời dèm pha của kẻ xưng mình là người Giu-đa mà kỳ thực không phải. Chúng nó vốn thuộc về hội quỷ Sa-tan. Ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Này, ma quỷ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách. Các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong 10 ngày,
khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mũ triều thiên của sự sống. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh rằng: kẻ nào thắng sẽ chẳng bị hại gì về lần chết thứ hai. Cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Bẹt Găm rằng: này là lời phán của đấng có thanh gươm nhọn hai lưỡi. Ta biết nơi ngươi ở, đó là ngôi của quỷ Sa-tan. Ngươi đã vững lòng tôn danh ta, không chối đạo ta. Dầu trong những ngày đó, Antipa, kẻ làm chứng trung thành của ta, đã bị giết nơi các ngươi, là nơi Sa-tan ở. Nhưng ta có điều quở trách ngươi, vì tại đó ngươi có kẻ theo đạo Ba-la-am. Người ấy dạy Ba-lát đặt hòn đá ngăn trở trước mặt con cái Israel, đặng dỗ chúng nó ăn thịt cúng thần tượng và rủ ren làm điều dâm loạn. Ngươi lại cũng có những kẻ theo đạo Nicola. Vậy hãy ăn năn đi, bằng chẳng ta sẽ đến mau kiếp cùng ngươi, lấy thanh gươm ở miệng ta mà giao chiến cùng chúng nó. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Kẻ nào thắng, ta sẽ ban cho mana đường dấu kín, và ta sẽ cho nó hòn sỏi trắng, trên đó có viết một tên mới, ngoài kẻ nhận lấy, không ai biết đến. Ngươi cũng hãy viết thơ cho thiên sứ của hội thánh Thyatira rằng: này là lời phán của con Đức Chúa Trời, là đấng mắt như ngọn lửa và chân như đồng sáng. Ta biết công việc ngươi, lòng thương yêu ngươi, đức tin ngươi, sự hầu việc trung tín ngươi, lòng nhịn nhục ngươi, và công việc sao rốt ngươi còn nhiều hơn công việc ban đầu nữa. Nhưng điều ta trách ngươi, ấy là ngươi còn dung cho Jezabel, người nữ ấy xưng mình là tiên tri, dạy dỗ và phỉnh phờ tôi tớ ta, đặng rủ chúng nó phạm tà dâm và ăn thịt cúng thần tượng. Ta đã cho nó thì giờ để ăn năn, mà nó chẳng muốn ăn năn điều tà dâm nó. Này, ta quăng nó trên giường đau đớn, và phàm kẻ nào phạm tội tà dâm với nó mà không ăn năn việc làm của nó, thì ta cũng quăng vào tai nạn lớn. Ta sẽ đánh chết con cái nó, và mọi hội thánh sẽ rõ ta là đấng dò biết lòng dạ loài người, và ta sẽ tùy công việc của mỗi người trong các ngươi mà báo lại. Nhưng với các ngươi là kẻ khác ở tại Thyatira, chưa từng nhận lấy đạo đó và chưa biết điều sâu hiểm của quỷ Sa-tan như chúng vẫn nói, thì ta phán dặn rằng ta không gán cho các ngươi gánh nặng khác. Chỉnh các ngươi khá bền giữ những điều mình đã có cho tới chừng ta đến. Kẻ nào thắng và giữ các việc của ta đến cuối cùng, ta sẽ ban cho quyền trị các nước. Kẻ đó sẽ cai trị bằng một cây gậy sắt và sẽ phá tan các nước như đồ gốm. Khác nào chính ta đã nhận quyền cai trị đó nơi cha ta. Ta sẽ cho kẻ ấy ngôi sao mai. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Chương 11. Các quan trưởng của dân sự đều ở tại Jerusalem, còn dân sự khác thì bắt thăm để cho một trong 10 người của chúng đến ở tại Jerusalem là thành thánh, và 9 người kia thì ở trong các thành khác. Dân sự chúc phước cho các người nam nào tình nguyện ở tại Jerusalem. Vả, đây là những quan trưởng hàng tỉnh ở tại Jerusalem, nhưng trong các thành Giuđa, ai nấy đều ở trong đất mình, tại trong bổn thành của mình. Ấy là dân Israel, những thầy tế lễ, người Lê-vi, người Nethinim và con cháu của các tôi tớ Salomon. Có mấy người Giuđa và người Benjamin ở tại Jerusalem. Về người Giuđa có Athaya, con trai của Usia, cháu của Sachari, chắt của Amaria, chít của Sephatia. Sephatia là con trai của Mahalalel, thuộc về dòng dõi Phê-rết. Lại có Maaseya, con trai của Baruch, cháu của Côn-hô-xê, chắt của Hasaya, chít của Adaya. Adaya là con trai của Yoyarib, cháu của Sachari, về dòng dõi Shiloni. Các con cháu của Phê-rết ở tại Jerusalem là 468 người mạnh dạn. Về người Benjamin có Salu, con trai của Mesulam, cháu của Yoed,
chắt của Phedaya, chít của Kolaya. Kolaya là con trai của Maaseya, cháu của Ethien, chắt của Esai. Và sau người có Gabbai và Salai cùng 928 người. Joen, con trai của Siri làm quan trưởng của chúng. Còn Yuda, con trai của Hashenua, làm phó quản thành. Trong những thầy tế lễ có Yedaya, con trai của Yoyarib, Yakin và Seraya, con trai của Hinkia, cháu của Mesulam, chắt của Sadok, chít của Merayot. Merayot là con trai của Ahitub, là quản lý đền của Đức Chúa Trời, cùng các anh em họ làm công việc của đền là 822 người. Lại có Adaya, con trai của Jeroham, cháu của Phelalia, chắt của Amsi, chít của Sachari. Sachari là con trai của Phasurơ, cháu của Mankiya, cùng các anh em họ đều là trưởng tộc, số là 242 người. Cũng có Amasai, con trai của Asaren, cháu của Aksai, chắc của Mesilemot, chít của Ime và các anh em họ, đều là người mạnh dạn và can đảm, số được 128 người. Sabdien, con trai của Gedolim, làm quan trưởng của chúng. Trong người Levi có Shemaya, con trai của Hashub, cháu của Ariham, chắc của Hashabia, chít của Bunni. Trong các trưởng tộc người Levi có Sabethai và Yosabat, được cắt coi sóc công việc ngoài của đền Đức Chúa Trời. Còn Mattania, con trai của Miche, cháu của Sabdi, chắc của Asap, làm đầu về việc hát lời khen ngợi trong lúc cầu nguyện, cùng bác Bukia là người thứ nhì trong anh em mình, và Abda, con trai của Samua, cháu của Gala, chắc của Yeduthun. Hết thảy người Levi ở trong thành thánh được 284 người. Những kẻ canh giữ cửa là Akub, Tanh Môn và các anh em họ được 172 người. Các người Israel khác, những thầy tế lễ và người Levi đều ở trong các thành của xứ Juda, mỗi người trong cơ nghiệp mình. Người Nethinim đều ở tại Ophen, Siha và Gitba làm quan trưởng của người Nethinim. Uzi, con trai của Bani, cháu của Hashabia, chắc của Mattania, chít của Miche về dòng dõi Asap, là kẻ ca hát, được đặt cai trị người Levi tại Jerusalem, lo làm công việc của đền Đức Chúa Trời. Vì có lệnh vua truyền về việc của chúng và có một phần lương định cấp cho những kẻ ca hát, ngày nào cần dùng theo ngày nấy. Phê-tha-hia, con trai của Mê-sê-sa-bê-ên về dòng Sê-ra, là con của Giu-đa, giúp vua cai trị mọi việc dân. Còn về các hương thôn và đồng ruộng của nó, có mấy người Giu-đa ở tại Kiriat Araba và trong các làng nó, tại Dibon và các làng nó, tại Giê-cáp-sê-ên và các làng nó, tại Giê-xua, Mô-la-đa, Bết-phê-lê, Hát-sa-su-anh, Be-e-sê-ba và trong các làng nó, tại Siết-lạc, Mê-cô-na và trong các làng nó, tại En-ri-môn, Sô-ra, Giạc-mút, tại Sa-no-a, A-du-lam và các làng nó, tại trong La-ki và các đồng ruộng nó, trong A-sê-ca và các làng nó. Vậy chúng ở từ Be-e-sê-ba cho đến trũng Hinnom. Người Benjamin cũng ở từ Gê-ba cho đến Mít-ma, A-ya, Bê-tên và các làng nó, và ở tại Anatot, Nob, Anania, Hát-so, Rama, Gitaim, Hadid, Sheboim, Nebalat, Lô-đơ và Ono, tức là trũng của các thợ. Từ trong các người Lê-vi có mấy bang ở Giu-đa hiệp với Benjamin. Chương 12. Đây là những thầy tế lễ và người Lê-vi theo Sơ-rô-ba-bên, con trai của Salathien và Yeshua mà đi lên: Seraya, Jeremy, Ezra, Amaria, Maluk, Hatuk, Shekania, Rehum,
Meremoth, Ido, Ginethoi, Abia, Miyamin, Maadia, Binga, Shemaya, Yoyarib, Yedaya, Shalu, Amok, Hinkia và Yedaya. Đó là quan trưởng của những thầy tế lễ và anh em của họ trong đời Yeshua. Những người Levi là Yeshua, Binui, Cadmien, Sherebia, Juda và Mattania là người với anh em mình coi sóc việc hát khen ngợi. Lại có Bakbukia, Uni cùng các anh em mình. Họ thay đổi phiên nhau trong công việc mình. Yeshua sanh Yoyakim, Yoyakim sanh Eliashib, Eliashib sanh Yoyada, Yoyada sanh Jonathan, Jonathan sanh Yadua. Này là trưởng tộc của những thầy tế lễ trong đời Yoyakim. Về họ Seraya, Meraya, về họ Jeremy, Hanania, về họ Ezra, Meshulam, về họ Amaria, Yohanan, về họ Meluki, Jonathan, về họ Shebania, Joseph, về họ Harim, Akna, về họ Merayot, Henkai, về họ Ido, Sachari, về họ Ginethon, Meshulam, về họ Abia, Sikri, về họ Minyamin và Moadia, Phintai, về họ Binga, Samua, về họ Shemaya, Jonathan, về họ Yoyarib, Mattenai, về họ Yedaya, Usi, về họ Salai, Kalai, về họ Amok, Ebe, về họ Hinkia, Hashabia, về họ Yedaya, Nethaneen. Về người Levi, các trưởng tộc của họ đã biên tên vào sổ trong đời của Eliashib, Yoyada, Yohanan và Yadua. Còn những thầy tế lễ thì biên tên vào sổ trong đời Darius nước Pherusha. Các trưởng tộc của người Levi có ghi tên vào sách sử ký cho đến đời Yohanan, con trai của Eliashib. Các trưởng tộc của người Levi, Hashabia, Sherebia và Yeshua, con trai của Cadmien và các anh em người đứng đối nhau, từng ban từng thứ, đặng ngợi khen và cảm tạ, tùy theo lệnh của David người của Đức Chúa Trời. Mattania, Bakbukia, Obadia, Meshulam, Tanmon và Akub là kẻ canh giữ cửa, giữ các kho bên cửa thành. Các người này ở về đời Yoyakim, con trai của Yeshua, cháu Yosadak, về đời Nehemi quan tổng trấn và về đời Ezra làm thầy tế lễ và văn sĩ. Khi khánh thành các vách thành Jerusalem thì người ta sai gọi các người Levi ở khắp mọi nơi đặng đem chúng về Jerusalem để dự lễ khánh thành cách vui vẻ, có tiếng khen ngợi và ca hát theo chập chỏa, đờn cầm và đờn sắt. Các người ca hát đều hiệp lại từ đồng bằng xung quanh Jerusalem, các làng người Netophatit, lại từ Bết Ginggan, từ đồng bằng Geba và Atmavet, vì những người ca hát đã xây cho mình các làng ở chung quanh thành Jerusalem. Những thầy tế lễ và người Levi dọn mình cho thánh sạch, cũng dọn cho thánh sạch dân sự, các cửa và vách thành. Bây giờ tôi biểu các quan trưởng Juda lên trên vách thành, rồi phân làm hai tốp lớn kéo nhau đi để cảm tạ. Một tốp đi về phía hữu trên vách thành tới cửa phân. Sau chúng có Hosea và phân nửa số các quan trưởng Juda cùng Asaria, Ezra, Meshulam, Juda, Benjamin, Shemaya, Jeremy và mấy con trai của những thầy tế lễ cầm kèn, Sachari, con trai của Jonathan, cháu của Shemaya, chắc của Mattania, chít của Miche. Miche là con trai của Sakua, cháu của Asap, cùng các anh em người là Shemaya, Asaren, Milalai, Gilalai, Maai, Nethaneen, Juda và Hanani, cầm những nhạc khí của David người của Đức Chúa Trời và Ezra người văn sĩ đi ở đằng trước chúng. Từ cửa suối ở ngay mặt, chúng đi thẳng lên các nấc thành David, tại nơi đốc vách thành ở trên đền David và đến cửa nước về phía đông. Còn tốp cảm tạ thứ nhì đi trên vách thành đối ngang lại với tốp thứ nhất. Còn tôi đi ở sau họ với phân nửa dân sự, từ tháp các lò
cho đến vách rộng, đi qua trên cửa Ephraim, gần bên cửa cũ, cửa cá, tháp Hananeen và tháp Mea đến cửa chiên. Chúng dừng lại tại cửa ngục. Đoạn, hai tốt cảm tạ dừng lại trong đền Đức Chúa Trời. Tôi và phân nửa quan trưởng theo tôi cũng làm vậy. Và những thầy tế lễ cầm kèn là Eliakim, Maaseya, Minyamin, Miche, Elioenai, Sachari và Hanania. Lại có Maaseya, Shemaya, Eleasa, Usi, Yohanan, Mankiya, Elam và Ese. Những kẻ ca hát tiếng lớn có Yitrahia dẫn dắt. Trong ngày đó, chúng dâng những của lễ trọng thể và vui vẻ, vì Đức Chúa Trời đã khiến cho chúng vui mừng khấp khởi. Các người đàn bà và con trẻ cũng vui mừng nữa. Sự vui mừng của thành Jerusalem vang ra rất xa. Trong ngày đó, người ta lập kẻ coi sóc các phòng kho tàng về của lễ dâng dơ lên, về của đầu mùa, về thuế một phần mười, đặng thâu vào nó, tùy theo đồng của các thành, phần của những thầy tế lễ và người Lê Vi mà luật pháp đã chỉ định. Vì Giu-đa vui mừng nhân những thầy tế lễ và người Lê Vi đứng hầu việc. Chúng, luôn với những kẻ ca hát và kẻ giữ cửa đều giữ trách nhiệm của Đức Chúa Trời và việc dọn mình thánh sạch tùy theo mạng lệnh của David và Salomon, con trai người. Vì ngày xưa, về đời David và Asaph, có những quan trưởng coi sóc những kẻ ca hát và có bài hát khen ngợi cảm tạ Đức Chúa Trời. Trong đời Zerubbabel và Nehemi, cả Israel đều cấp phần cho kẻ ca hát và người canh giữ cửa. Ngày nào cần dùng theo ngày nấy, cũng để riêng phần của người Lê-vi, và người Lê-vi để riêng phần của con cháu A-rôn. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng, và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình Tĩnh Nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn Tĩnh Nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.